Và như vậy thì hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau chuyển sang một video liên quan đến giải các bài tập thường gặp liên quan đến quá trình giảm phân. Trước khi tìm hiểu các dạng bài tập thường gặp liên quan đến quá trình giảm phân thì cô sẽ nhắc lại một chút lý thuyết về quá trình giảm phân trong bài học số 19 mà các em đã được cùng nhau tìm hiểu. Đối với giảm phân thì các em nhớ lại cho cô gồm hai lần phân bào liên tiếp, đó chính là giảm phân 1 và giảm phân 2. Và trước khi bước vào lần giảm phân 1 thì làm sao đấy ạ? Nó sẽ có một kỳ, đó chính là kỳ trung gian. Nhưng giữa lần giảm phân 1 và lần giảm phân 2 thì sẽ không có kỳ trung gian nữa. Như vậy, đối với giảm phân thì cũng giống nguyên phân, chỉ có một gì ạ? Kỳ trung gian, đúng chưa ạ? Nó sau khi kết thúc kỳ trung gian này thì mới diễn ra quá trình giảm phân 1 và giảm phân 2. Kết quả của quá trình giảm phân thì nhớ cho cô, từ một tế bào ban đầu có bộ nhiễm sắc thể là 2N, sau khi kết thúc quá trình giảm phân bao gồm hai lần phân bào liên tiếp là giảm phân 1 và giảm phân 2 sẽ tạo nên được 4 tế bào con giống nhau và có bộ nhiễm sắc thể giảm đi một nửa so với tế bào mẹ ban đầu. Đầu tiên, cô và các em sẽ cùng nhau tìm hiểu về dạng thứ nhất. Dạng bài tập đầu tiên đó chính là dạng bài tập liên quan đến việc xác định số nhiễm sắc thể, số chromatid, số tâm động trong một tế bào qua các kỳ của giảm phân. Đối với dạng bài tập này thì chúng ta sẽ vận dụng các hiểu biết về biến đổi hình thái và số lượng của nhiễm sắc thể trong quá trình giảm phân. Từ đó thì chúng ta sẽ có thể xác định được về số nhiễm sắc thể, số chromatid, số tâm động của một tế bào qua các kỳ của giảm phân. Thế nào là nhiễm sắc thể, thế nào là chromatid và thế nào là tâm động thì cô đã giải thích cho các em ở trong video về giải quyết các bài tập liên quan đến quá trình nguyên phân. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bảng thứ nhất, xác định các số lượng nhiễm sắc thể, số chromatid, số tâm động trong tế bào qua các kỳ của giảm phân. Thì như chúng ta đã được tìm hiểu ở trong bài học số 19, giảm phân sẽ bao gồm hai lần phân bào liên tiếp là giảm phân 1 và giảm phân 2. Đối với giảm phân 1 hay giảm phân 2 thì đều trải qua tất cả là 4 kỳ: kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau và kỳ cuối. Đối với giảm phân 1 thì người ta gọi đây là đầu 1, giữa 1, sau 1 và kỳ cuối 1. Còn đối với lần giảm phân 2 thì người ta gọi đây là các kỳ đầu 2, giữa 2, sau 2 và kỳ cuối 2. Như vậy thì chúng ta thấy rằng này, đầu tiên trước khi bước vào lần phân bào thứ nhất thì nó sẽ phải trải qua đó chính là kỳ trung gian. Đối với kỳ trung gian, nhiễm sắc thể đơn ở đây sẽ bằng 0, nhiễm sắc thể kép là 2N. Và khi mà nhiễm sắc thể kép là 2N thì chúng ta sẽ suy ra được ngay số chromatid gấp đôi số nhiễm sắc thể kép, tức là sẽ bằng 4N. Và số tâm động bằng đúng với lại gì ạ? Số nhiễm sắc thể. Vì mỗi nhiễm sắc thể dù ở trạng thái đơn hay kép thì đều tương ứng với lại gì ạ? Một tâm động. Như vậy số tâm động sẽ luôn bằng với lại số lượng nhiễm sắc thể. Và vì sao kỳ trung gian lại là nhiễm sắc thể ở trạng thái kép thì chúng ta nhớ lại một chút lý thuyết liên quan đến kỳ trung gian của quá trình giảm phân cho cô. Trước khi bước vào lần phân bào thứ nhất thì nó sẽ trải qua kỳ trung gian. Và ở kỳ trung gian thì chúng ta lại nhớ được cho cô đặc điểm chính của pha S ở kỳ trung gian, đó chính là gì ạ? Nhiễm sắc thể đã được nhân đôi và trung thể cũng sẽ được nhân đôi, đúng chưa ạ? Như vậy kết thúc của kỳ trung gian thì nhiễm sắc thể đã ở trạng thái gì ạ? Kép. Và như do đó thì nhiễm sắc thể đơn lúc này sẽ bằng 0, tức là không có nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn. Tiếp theo, bắt đầu vào lần phân bào thứ nhất là lần giảm phân 1. Đầu tiên là kỳ đầu 1. Thì kỳ đầu 1 nhiễm sắc thể đơn cũng sẽ bằng 0. Nhiễm sắc thể kép lúc này là 2N. Và từ nhiễm sắc thể kép thì chúng ta có thể suy ngay ra được số chromatid và tâm động. Chromatid gấp đôi là 4N và tâm động thì bằng với lại chính số lượng nhiễm sắc thể là 2N. Đến kỳ giữa 1 thì chúng ta nhớ lại về đặc điểm hình vẽ của kỳ giữa 1. Kỳ đầu 1 thì có sự làm sao đấy ạ?
tiếp hợp và trao đổi chéo. Kỳ giữa một thì lúc này làm sao ạ? Nhiễm sắc thể co xoắn cực đại và tập trung thành hai hàng. Như vậy, về trạng thái và số lượng nhiễm sắc thể không có sự thay đổi, đúng chưa ạ? Nó chỉ thay đổi về vị trí sắp xếp và sự co xoắn. Nó co xoắn cực đại và sắp xếp tập trung thành hai hàng, chứ không sắp xếp lộn xộn như ở kỳ đầu một nữa. Vậy về trạng thái thì nó tương tự như kỳ đầu 1, là ở trạng thái kép, có bộ nhiễm sắc thể là 2N. Số chromatid sẽ bằng 4N, số tâm động cũng sẽ là 2N. Nối tiếp của kỳ giữa 1 thì chúng ta nhớ cho cô đó chính là kỳ sau 1. Thì ở kỳ sau 1 này chúng ta thấy rằng là gì ạ? Nhiễm sắc thể sau khi đã tập trung thành hai hàng trên mặt phẳng xích đạo ở kỳ giữa 1 thì các sợi tơ vô sắc sẽ đính ở một phía của tâm động. Do đó khi mà nó kéo về hai cực của tế bào thì lúc này nhiễm sắc thể không bị tách từ trạng thái kép thành trạng thái đơn như quá trình nguyên phân, mà nó kéo gì ạ? Cả nhiễm sắc thể kép này về các cực của tế bào, đúng chưa ạ? Do đó mà nhiễm sắc thể ở kỳ sau 1 vẫn là ở trạng thái kép và số lượng vẫn là 2N, từ đó suy ra được số chromatid là 4N và số tâm động là 2N. Nối tiếp của kỳ sau đó chính là kỳ cuối, thì chúng ta đã được biết là gì ạ? Kết thúc của lần dạng phân thứ nhất là kỳ cuối 1 sẽ tách từ một tế bào mẹ ban đầu, tạo nên hai tế bào con do có sự phân chia về nhiễm sắc thể và về tế bào chất. Thì từ 1 tạo nên hai tế bào con. Như vậy thì số lượng nhiễm sắc thể lúc này là vẫn ở trạng thái kép, đúng chưa ạ? Số chromatid gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể là 2N. Số tâm động lúc này sẽ chỉ còn lại N. Nhưng nhớ cho cô nhé, đối với kỳ cuối 1, từ một tế bào mẹ tách thành hai tế bào con, nhưng nhiễm sắc thể lúc này vẫn ở trạng thái gì ạ? Trạng thái kép. Vậy kết thúc lần dạng phân thứ nhất thì chúng ta thấy rằng kỳ đầu, kỳ giữa và kỳ sau về số lượng nhiễm sắc thể là giống nhau, trạng thái đều ở trạng thái kép. Và từ số lượng nhiễm sắc thể thì chúng ta có thể suy ra được số chromatid và số tâm động. Nó chỉ khác ở kỳ cuối, thì kỳ cuối do có sự phân chia về tế bào chất và về số lượng nhiễm sắc thể, do đó mà phân chia từ 1 thành 2. Thì lúc này nhiễm sắc thể là vẫn ở trạng thái kép, nhưng đã bị làm sao ạ? Giảm đi một nửa, tức là chỉ còn N. Nối tiếp của dạng phân 1 đó chính là dạng phân 2 mà không trải qua kỳ trung gian. Chúng ta nhớ nhá, giữa dạng phân 1 và dạng phân 2 không có kỳ trung gian nữa. Tổng của cả dạng phân này mới có gì ạ? Một kỳ trung gian thôi. Sau khi kết thúc kỳ trung gian này, bắt đầu tham gia vào dạng phân 1. Và giữa dạng phân 1 và dạng phân 2 thì không có kỳ trung gian nữa. Nối tiếp của dạng phân 2 đó chính là kỳ đầu 2. Thì ở kỳ đầu 2 này, về số lượng và trạng thái nhiễm sắc thể thì nó tương tự như kỳ cuối 1, chỉ khác một điều là gì? Đối với kỳ cuối 1 thì nhiễm sắc thể ở trạng thái giãn xoắn. Còn đối với kỳ đầu 2 thì nhiễm sắc thể lúc này lại làm sao ạ? Đóng xoắn, đúng chưa ạ? Vậy về trạng thái thì nó vẫn ở trạng thái kép, số lượng vẫn là N. Về số chromatid là 2N, tức là gấp đôi lên. Số tâm động bằng với lại số lượng nhiễm sắc thể là N. Nối tiếp của kỳ đầu 2 đó chính là kỳ giữa 2. Thì ở kỳ giữa 2 lúc này nhiễm sắc thể lại tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo, và nhiễm sắc thể thì co xoắn cực đại. Như vậy về trạng thái thì nó vẫn ở trạng thái kép, đúng chưa ạ? Số lượng vẫn là N, chỉ khác về vị trí sắp xếp và hình thức co xoắn thì là nó có cực đại. Nối tiếp của kỳ giữa 2 đó chính là kỳ sau 2. Thì chúng ta thấy rằng có một sự khác biệt ở kỳ sau 2, đó là gì? Do ở kỳ giữa 2 tập trung thành một hàng trên mặt phẳng xích đạo, do đó khi các sợi tơ vô sắc đính vào gì ạ? Tâm động, nó sẽ đính vào hai phía của tâm động. Và khi mà đính vào hai phía như vậy thì lúc mà nó kéo về hai cực của tế bào thì lúc này nhiễm sắc thể ở trạng thái kép sẽ bị làm sao ạ? Tách trở về trạng thái đơn. Như vậy bắt đầu từ kỳ sau 2,
thì chúng ta thấy rằng nhiễm sắc thể đã trở về trạng thái gì đấy ạ? Đơn, đúng chưa ạ? Kép đã là bằng 0. Và nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn thì chúng ta thấy rằng do là kéo từ một nhiễm sắc thể kép thành hai nhiễm sắc thể đơn, do đó mà ở kỳ sau 2, số lượng nhiễm sắc thể đơn lúc này sẽ gấp đôi kỳ giữa, kỳ đầu, đó chính là gì ạ? 2N ở trạng thái gì ạ? Đơn. Và như chúng ta được biết, nhiễm sắc thể mà ở trạng thái đơn thì có chromatid hay không? Không, đúng chưa ạ? Vì chromatid luôn tồn tại ở trạng thái chị em. Chỉ khi nào nhiễm sắc thể ở trạng thái kép thì mới có gì ạ? Chromatid. Như vậy lúc này nhiễm sắc thể đã ở trạng thái đơn thì chromatid ở đây sẽ bằng 0. Còn tâm động thì chúng ta thấy rằng dù nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn hay kép thì số tâm động sẽ luôn bằng với lại gì ạ? Số lượng nhiễm sắc thể. Một nhiễm sắc thể đơn thì cũng có một tâm động, mà một nhiễm sắc thể kép thì cũng có một tâm động. Như vậy số tâm động ở đây sẽ là bằng 2N, tức là bằng với số lượng nhiễm sắc thể. Nối tiếp của kỳ sau 2 đó chính là kỳ cuối 2. Thì ở kỳ cuối 2 chúng ta thấy rằng là gì ạ? Lại từ một tế bào con, nhờ có sự phân chia nhân và tế bào chất thì lúc này từ một lại tạo nên hai tế bào con. Và chúng ta thấy rằng khi mà tham gia vào dạng phân 2 thì là mấy tế bào ạ? Hai tế bào con. Kết quả của dạng phân 1 tạo ra được hai tế bào con, đúng chưa ạ? Cả hai tế bào con này đều tham gia vào quá trình dạng phân 2. Do đó, khi mà kết thúc dạng phân 2 thì từ hai tế bào con này sẽ tạo nên được 4 tế bào con, đúng chưa ạ? Và số lượng nhiễm sắc thể lúc này sẽ là bao nhiêu ạ? N. Vì ở kỳ sau là 2N. Đến kỳ cuối là bị phân chia thành 2, tức là đã bị giảm đi một nửa về số lượng nhiễm sắc thể. Mà giảm đi một nửa thì tức là chỉ còn N. Nhiễm sắc thể lúc này vẫn ở trạng thái đơn. Đơn thì sẽ không có chromatid. Và số tâm động thì lại chính bằng số lượng nhiễm sắc thể là bằng bao nhiêu đây ạ? N. Như vậy thì chúng ta đã vừa cùng nhau phân tích xong bảng thứ nhất về cách xác định số lượng nhiễm sắc thể, số chromatid, số tâm động trong tế bào qua các kỳ của quá trình dạng phân. Và để có thể nhớ được cái bảng này một cách dễ dàng thì các em cần phải nắm được đặc điểm của gì đây ạ? Các kỳ trong quá trình dạng phân, nhiễm sắc thể nó biến đổi như thế nào? Nó ở trạng thái đơn hay trạng thái kép? Số lượng của nó ra làm sao? Khi mà chúng ta đã nắm được nó ở trạng thái đơn hay kép, số lượng là bao nhiêu, thì từ đó chúng ta có thể suy ra được số chromatid và số tâm động một cách dễ dàng. Chuyển sang phần luyện tập đối với dạng bài tập thứ nhất, thì cô sẽ có hai bài tập như sau. Bài tập đầu tiên, một tế bào lúa nước có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 24 trải qua quá trình dạng phân để hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và tâm động trong mỗi tế bào ở kỳ sau 1 là như vậy. Đối với bài tập này, các em gạch chân cho cô. 2N bằng 24 trải qua quá trình gì đấy ạ? Gạch chân cho cô chữ dạng phân. Và người ta hỏi là gì ạ? Số nhiễm sắc thể gạch chân, số tâm động gạch chân ở kỳ gì đấy ạ? Kỳ sau 1 gạch chân. Như vậy đối với bài tập này thì chúng ta chú ý cho cô, người ta hỏi chúng ta là về số nhiễm sắc thể, số tâm động ở kỳ nào ạ? Kỳ sau 1 của quá trình dạng phân. Như vậy thì chúng ta sẽ nhớ lại cái bảng cho cô. Ở kỳ sau 1 thì lúc này số nhiễm sắc thể và số tâm động sẽ là bao nhiêu ạ? 2N, đúng chưa ạ? Và nó ở trạng thái kép. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng ở đây là đáp án A. 2N sẽ bằng, số nhiễm sắc thể là 2N sẽ bằng 24 và số tâm động sẽ cũng bằng 24. Chuyển sang bài thứ 2. Một tế bào lúa nước có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 24 trải qua quá trình giảm phân để hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số tâm động trong mỗi tế bào ở kỳ sau 2 là. Vậy đối với dạng bài tập thứ 2 thì các em lại gạch chân cho cô. 2N bằng 24, giảm phân, số nhiễm sắc thể, số tâm động, kỳ sau 2. Như vậy, bài 2 cũng tương tự như bài 1, chỉ khác một điều là người ta hỏi chúng ta ở kỳ nào đấy ạ? Kỳ sau 2.
Vậy chúng ta lại phải nhớ về đặc điểm diễn biến ở kỳ sau 2, nhiễm sắc thể lúc này như thế nào, ở trạng thái đơn hay kép, số lượng của nó ra làm sao. Thì đối với kỳ sau 2, chúng ta nhớ cho cô rằng là gì ạ? Kỳ sau lúc này nhiễm sắc thể là số lượng nhiễm sắc thể sẽ là 2N và ở trạng thái gì đấy ạ? Đơn. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đúng trong bài số 2, đó chính là đáp án A, 2N bằng 24 và số tâm động cũng sẽ bằng với lại số lượng nhiễm sắc thể, đó chính là bằng 2N và bằng 24. Nhưng ở bài 1 và bài 2 có điểm gì khác nhau? Nhiễm sắc thể lúc này là ở trạng thái gì ạ? Đơn. Còn đối với bài 1, ở kỳ sau 1 thì nhiễm sắc thể lúc này là ở trạng thái kép. Tiếp theo chuyển sang bài số 3 và bài số 4 trong dạng bài tập thứ nhất. Bài số 3, một tế bào của lợn có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 38 trải qua quá trình giảm phân để hình thành giao tử. Số nhiễm sắc thể và số chromatid ở kỳ giữa 1 lần lượt là. Vậy đối với bài tập này thì các em gạch chân cho cô 2N bằng 38 giảm phân, số nhiễm sắc thể, số chromatid kỳ giữa 1. Như vậy đối với bài tập này thì người ta hỏi chúng ta là gì ạ? Số nhiễm sắc thể và số chromatid ở kỳ giữa 1. Đối với chromatid chúng ta lại nhớ cho cô tránh bị nhầm lẫn, chỉ nhiễm sắc thể ở trạng thái kép mới có chromatid, còn trạng thái đơn thì chromatid sẽ luôn bằng 0. Vậy về số nhiễm sắc thể ở kỳ giữa 1 thì chúng ta thấy rằng kỳ giữa 1 sẽ có bộ nhiễm sắc thể là 2N và ở trạng thái gì ạ? Kép. Và khi mở trạng thái kép như vậy thì nó sẽ có chromatid, đúng chưa ạ? Và chromatid sẽ gấp đôi số lượng nhiễm sắc thể ở trạng thái kép. Gấp đôi như vậy thì nó sẽ là bằng 4N. Do đó mà chúng ta sẽ có đáp án đúng trong bài tập số 3, đó chính là đáp án A. Số nhiễm sắc thể sẽ bằng 2N là 38 nhiễm sắc thể ở trạng thái kép. Và số chromatid lúc này sẽ bằng 4N, tức là bằng 76. Bài số 4, 5 tế bào ruồi giấm hai có bộ nhiễm sắc thể 2N bằng 8 đang ở kỳ giữa của dạng phân 1. Người ta đếm được tổng số chromatid là. Vậy đối với bài số 4 này, các em gạch chân cho cô các từ khóa như sau. 5 tế bào. Vậy ở đây người ta hỏi chúng ta là 5 tế bào, đúng chưa ạ? 5 tế bào đều tham gia quá trình gì đấy ạ? Giảm phân. Còn đối với bài 1, bài 2, bài 3 thì chỉ có mấy tế bào ạ? 1 tế bào. Vậy nhớ nhá, gạch chân, 5 tế bào. 2N bằng 8 kỳ giữa của dạng phân 1, tức là kỳ giữa 1, đúng chưa ạ? Số chromatid. Như vậy đối với bài này thì chúng ta lại phải xác định được cho cô kỳ giữa 1 thì nhiễm sắc thể lúc này vẫn ở trạng thái kép và số lượng là 2N. Do đó mà số chromatid nó sẽ là bao nhiêu ạ? 4N. Và ở đây thì người ta lại cho chúng ta là có 5 tế bào. Vậy đáp án của chúng ta sẽ phải lấy là 5 nhân với lại 4N. Và 2N thì bằng 8. Như vậy 4N sẽ bằng 16. Và đáp án đúng của chúng ta sẽ là 5 nhân 16 và bằng 80. Chúng ta có đáp án đúng trong bài số 4 là đáp án B, 80. Vậy đối với dạng bài tập này thì các em phải chú ý cho cô, người ta đang hỏi mình ở kỳ nào, dữ kiện cho biết đang ở kỳ nào và số lượng tế bào tham gia vào quá trình giảm phân là bao nhiêu. Chuyển sang dạng bài tập thứ 2 trong phần bài tập về quá trình giảm phân. Thì dạng bài tập thứ 2 là dạng bài tập mà xác định số giao tử được sinh ra trong giảm phân. Đối với dạng bài tập này thì chúng ta sẽ áp dụng công thức như sau. A tế bào sinh tinh trải qua quá trình giảm phân thì sẽ tạo ra được 4 nhân A tinh trùng. Vì chúng ta biết rồi, kết quả của giảm phân là từ 1 tạo nên mấy ạ? 4 tế bào con, đúng chưa ạ? Có bộ nhiễm sắc thể giảm một nửa so với tế bào mẹ ban đầu. Công thức thứ hai, nếu có A tế bào trứng, tế bào sinh trứng qua giảm phân thì sẽ tạo ra được A tế bào trứng
và 3A thể định hướng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là gì ạ? Vẫn là từ một tế bào mẹ là tế bào sinh trứng qua giảm phân thì sẽ tạo nên được 4 tế bào con. Nhưng trong đó thì 3 tế bào con lúc này là thể định hướng sẽ dần tiêu biến và chỉ có gì đấy ạ? Một tế bào trứng được tạo ra. Đối với dạng bài tập này thì các em còn phải phân biệt được cho cô hai khái niệm, đó chính là tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng. Nếu tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân ca lần thì tế bào mẹ ban đầu sẽ tạo ra là hai ngũ ca tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng. Sau đó thì chúng ta mới áp dụng công thức trên, là công thức chúng ta vừa mới được cô dạy là gì ạ? Từ A tế bào sinh tinh sẽ tạo ra 4A tinh trùng. Còn nếu từ A tế bào sinh trứng thì sẽ tạo ra được A trứng, đúng chưa ạ? Tức là một tế bào sinh trứng sẽ tạo ra được một trứng tương ứng và 3 thể định hướng lúc này sẽ tiêu biến. Vậy tế bào sinh dục sơ khai là gì? Và tế bào sinh trứng và tế bào sinh tinh khác với tế bào sinh dục sơ khai như thế nào? Thì chúng ta cùng nhau quan sát lên trên hình. Chúng ta thấy rằng tế bào sinh dục sơ khai là tế bào mà có khả năng nguyên phân để tạo ra tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng. Tế bào này không trực tiếp tạo ra giao tử. Còn đối với tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng là tế bào duy nhất có khả năng giảm phân để tạo nên các loại giao tử. Thì các giao tử ở đây có thể là tinh trùng hoặc là trứng, đúng chưa ạ? Và mối quan hệ của chúng thì được biểu diễn như sơ đồ sau. Đầu tiên là tế bào sinh dục sơ khai là tế bào mà có khả năng nguyên phân, đúng chưa ạ? Để tạo nên các tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng. Và tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng này là các tế bào duy nhất mà có khả năng tham gia vào quá trình giảm phân để tạo nên trứng và tinh trùng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tế bào sinh dục sơ khai sẽ không trực tiếp tham gia vào quá trình tạo giao tử là trứng hoặc tinh trùng, mà nó chỉ là gì ạ? Gián tiếp thôi, đúng chưa? Từ tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân để tạo nên tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng, và từ tế bào sinh tinh và tế bào sinh trứng này nó mới trực tiếp tham gia vào quá trình giảm phân để tạo nên các giao tử là trứng hay tinh trùng. Và đối với dạng bài tập thứ hai này thì cô cũng sẽ có các bài tập như sau. Bài số 1, một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái đều nguyên phân liên tiếp 5 lần. Các tế bào con đều chuyển sang vùng sinh trưởng và qua vùng 9 giảm phân bình thường. Xác định số lượng giao tử đực và giao tử cái được tạo thành. Như vậy, đối với dạng bài tập này, các em gạch chân cho cô các từ khóa như sau. Một tế bào sinh dục sơ khai đực, một tế bào sinh dục sơ khai cái, nguyên phân 5 lần, tế bào con giảm phân bình thường. Số lượng giao tử đực, số lượng giao tử cái được tạo thành. Vậy để giải quyết bài tập này thì chúng ta sẽ giải quyết lần lượt theo các bước như sau. Bước đầu tiên, dựa vào tế bào sinh dục sơ khai đực và tế bào sinh dục sơ khai cái. Ở đây chúng ta có một tế bào sinh dục sơ khai đực và một tế bào sinh dục sơ khai cái. Thì chúng ta đã được biết tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân liên tiếp 5 lần, do đó mà số tế bào con tạo ra sẽ là bao nhiêu ạ? 2 ngũ 5 và bằng 32 tế bào, đúng chưa ạ? Cái này các em có thể xem lại ở phần bài tập của quá trình nguyên phân. Tiếp theo, các tế bào sinh trứng và tế bào sinh tinh này lại tham gia vào quá trình giảm phân bình thường, nên ta sẽ có số giao tử cái được tạo ra, đó chính là 32. Vì áp dụng công thức chúng ta thấy rằng là gì? Từ một tế bào sinh trứng sẽ tạo ra được một trứng, hay là A tế bào sinh trứng tạo ra được tương ứng là A trứng, đúng chưa ạ? Còn đối với số tinh trùng được tạo ra thì chúng ta áp dụng công thức là 32 nhân với 4 sẽ bằng 128. Vì chúng ta biết rằng là gì ạ? Có A tế bào sinh tinh thì sẽ tạo ra 4A gì đấy ạ? Giao tử đực, đúng chưa ạ? Hay là 4A tinh trùng. Như vậy, về số tinh trùng được tạo ra chúng ta sẽ lấy là 32
nhân với lại 4 và bằng 128. Vậy đối với bài số 1, chúng ta sẽ có đáp án như sau. Số lượng giao tử đực ở đây sẽ là bằng 128 và số lượng giao tử cái là trứng thì sẽ tạo ra được là 32. Tiếp theo, chuyển sang bài tập thứ 2. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 8. Xét 3 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Tính số giao tử được sinh ra. Vậy, đối với bài tập này, các em gạch chân cho cô. 3 tế bào sinh dục sơ khai. Ở đây người ta cho chúng ta là có 3 tế bào sinh dục sơ khai. Nguyên phân 9 lần. 1,5625% tế bào con giảm phân. Số giao tử. Được chưa ạ? Đây là những từ khóa ở trong bài tập số 2. Và chúng ta sẽ có cách giải bài tập số 2 như sau. Đầu tiên thì người ta cho chúng ta là có 3 tế bào sinh dục sơ khai nguyên phân 9 đợt. Như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạo ra được bao nhiêu tế bào con đây ạ? 3 nhân với lại 2 ngũ 9, đúng chưa ạ? Vì có 3 tế bào sinh dục sơ khai này nguyên phân 9 lần. Như vậy thì chúng ta sẽ tạo ra được là 1536 tế bào con. Số tế bào con tham gia giảm phân, nó có giảm phân hết không? Không, chỉ bao nhiêu phần trăm đây ạ? 1,5625% tế bào con được sinh ra là tham gia vào quá trình giảm phân. Như vậy, về số tế bào tham gia vào quá trình giảm phân, chúng ta sẽ tính là bao nhiêu ạ? 1536 tế bào con được tạo ra nhân với lại số phần trăm tế bào được tham gia vào quá trình giảm phân, ở đây là 0,015625, tức là 1,5625%, và kết quả sẽ bằng 24 tế bào. Như vậy thì chúng ta thấy rằng trong tổng 1536 tế bào con được tạo ra, chỉ có 24 tế bào là được tham gia vào quá trình giảm phân. Tiếp theo, người ta lại hỏi chúng ta là số giao tử sinh ra. Vậy giao tử sinh ra có thể là giao tử đực hoặc cũng có thể là giao tử cái. Vậy trường hợp thứ nhất, nếu tế bào là tế bào sinh tinh thì số giao tử được tạo ra lúc này sẽ là 24 nhân với 4 bằng 96 tinh trùng. Còn nếu trường hợp thứ hai, tế bào là tế bào sinh trứng thì chúng ta thấy rằng số giao tử cái được tạo ra lúc này sẽ là bằng 24, đúng chưa ạ? Phần này thì chúng ta chỉ cần áp dụng công thức mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án, nếu là tế bào gì ạ? Sinh dục được sơ khai thì lúc này sẽ tạo ra 96 tinh trùng. Còn nếu nó là tế bào sinh dục sơ khai, tế bào sinh dục cái sơ khai thì sẽ chỉ tạo ra được 24 trứng. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang dạng bài tập thứ 3 trong các dạng bài tập về giảm phân. Dạng bài tập thứ 3 liên quan đến việc xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình nhân đôi. Thì đối với dạng bài tập này, các em cần phải nhớ được cho cô hai công thức. Công thức đầu tiên, nếu một tế bào sinh dục chín là tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng mà tham gia vào quá trình giảm phân thì sẽ cần môi trường cung cấp số nhiễm sắc thể đơn là 4N-2N bằng 2N nhiễm sắc thể. Còn đối với trường hợp thứ hai, nếu không phải là một tế bào mà là A tế bào sinh dục chín tham gia vào quá trình giảm phân thì lúc này số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cần cung cấp sẽ được tính theo công thức như sau. A nhân với lại mở ngoặc 4N-2N, tức là sẽ bằng A nhân với 2N. Đây là công thức đã được rút gọn. Vậy dạng bài tập thứ 3 rất đơn giản, các em chỉ cần nhớ được cho cô hai công thức như trên. Và chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng để giải quyết các bài tập liên quan đến các công thức này. Bài tập đầu tiên, ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2N bằng 8. Xét 3 tế bào sinh dục sơ khai ở vùng sinh sản đều nguyên phân liên tiếp 9 đợt. 1,5625% tế bào con trải qua giảm phân. Xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá trình giảm phân là
Như vậy bài tập này giống với lại bài tập mà các em vừa được giải quyết ở phía trước, nhưng ở phần này người ta lại không hỏi chúng ta là số giao tử được tạo ra, mà ở đây người ta lại hỏi chúng ta là gì? Xác định số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần phải cung cấp cho quá trình giảm phân. Vậy đầu tiên đối với bài tập này thì chúng ta sẽ có các bước dạy như sau. Bộ nhiễm sắc thể của loài chúng ta có 2N bằng 8, đề bài đã cho. Tiếp theo, bước thứ hai chúng ta sẽ phải tìm số tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng. Thì ở đây người ta cho chúng ta là có 3 tế bào sinh dục sơ khai, nguyên phân 9 đợt. Như vậy thì số tế bào con được tạo ra chúng ta sẽ lấy là 3 nhân với 2 ngũ 9, đúng chưa ạ? 3 tế bào sinh dục sơ khai này, 9 lần nguyên phân. Và nó sẽ bằng 1536 tế bào con được tạo ra. Tế bào con ở đây chính là tế bào sinh tinh hoặc tế bào sinh trứng. Tiếp theo, các tế trong tổng số các tế bào con được sinh ra này thì chỉ có 1,5625% số tế bào được tham gia vào giảm phân. Như vậy, số tế bào con được tham gia vào giảm phân, chúng ta sẽ lấy 1536 nhân với 0,015625, tức là 1,5625%, và bằng 24 tế bào. Như vậy thì trong 1536 tế bào con được tạo ra thì chỉ có 24 tế bào là được tham gia vào quá trình giảm phân. Tiếp theo, người ta hỏi chúng ta là về số nhiễm sắc thể đơn môi trường cần cung cấp cho quá trình giảm phân. Như vậy chúng ta chỉ cần áp dụng công thức một cách đơn giản. Ở đây là có 24 tế bào, vậy chúng ta lấy A nhân 2N, trong đó A bằng 24 và 2N lúc này sẽ bằng 8. Thay vào chúng ta sẽ có là 24 nhân 8 và bằng 192 nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn. Đối với dạng bài tập này thì rất dễ, chúng ta chỉ cần nhớ được cho cô hai công thức mà thôi. Chuyển sang dạng bài tập thứ tư trong bài tập liên quan đến quá trình giảm phân, đó chính là hiệu suất thụ tinh. Thì hiệu suất thụ tinh lúc này sẽ được tính theo công thức như sau: số giao tử thụ tinh hình thành hợp tử chia cho tổng số giao tử sinh ra trong quá trình giảm phân và nhân với 100%. Dạng bài tập đầu tiên liên quan đến hiệu suất về thụ tinh thì chúng ta thấy rằng bài số 1 tính số tế bào sinh tinh và số tế bào sinh trứng cần thiết để tạo ra 1.000 hợp tử. Biết hiệu suất thụ tinh của tinh trùng là 50%, hiệu suất của trứng là bao nhiêu phần trăm đấy ạ? 80%. Và chúng ta biết này, một hợp tử được tạo ra thì phải có sự kết hợp của gì đấy ạ? Một giao tử đực và một giao tử cái, tức là một tinh trùng và một trứng kết hợp với nhau để tạo nên một hợp tử. Vậy ở đây có 1.000 hợp tử, tức là sẽ phải cần đến bao nhiêu ạ? 1.000 tinh trùng và 1.000 trứng kết hợp với nhau để tạo nên được 1.000 hợp tử. Vậy đối với dạng bài tập này thì chúng ta sẽ giải quyết theo các bước như sau. Để tạo ra 1.000 hợp tử thì sẽ cần 1.000 tinh trùng được thụ tinh và 1.000 trứng được thụ tinh. Về hiệu suất thụ tinh của tinh trùng thì ở đây chúng ta thấy rằng có phải tất cả các tinh trùng được tạo ra đều tham gia vào quá trình thụ tinh hay không? Không, đúng chưa ạ? Vì hiệu suất ở đây chỉ là 50%. Do đó mà số tinh trùng tham gia vào thụ tinh sẽ phải là 2.000. Chúng ta sẽ lấy là 1.000 chia cho 50 nhân với lại 100 để ra được tổng số tinh trùng có là 2.000. Như vậy thì số tế bào sinh tinh tham gia vào quá trình giảm phân, từ một tế bào sinh tinh sẽ tạo nên được 4 tinh trùng. Vậy ở đây cần có 2.000 tinh trùng, tức là sẽ cần phải có 2.000 chia cho 4 và bằng 500 tế bào sinh tinh. Như vậy thì chúng ta thấy rằng này, đối với phần đầu tiên về hiệu suất thụ tinh, muốn có 1.000 tinh trùng được thụ tinh mà hiệu suất chỉ là 50, như vậy tổng số tinh trùng được tạo ra sẽ phải là 2.000, đúng chưa ạ? Và khi mà có số tinh trùng, chúng ta biết là cần phải có 2.000 tinh trùng, thì từ đây chúng ta sẽ tính được là gì ạ? Số tế bào sinh tinh, vì một tế bào sinh tinh tạo ra được 4 tinh trùng, do đó chúng ta sẽ tính ngược trở lại. Tiếp theo,
Về hiệu suất thụ tinh của trứng thì lúc này lại là 80%. Do đó mà số trứng tham gia vào thụ tinh lúc này sẽ là bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ lấy 1.000 trứng chia cho 80 nhân với lại 100 và bằng 1.250 trứng. Như vậy thì phải tạo ra được tất cả là 1.250 trứng. Thì khi mà hiệu suất thụ tinh là 80% thì sẽ có là bao nhiêu ạ? 1.000 trứng được tham gia vào quá trình thụ tinh. Và cần là 1.250 trứng để tham gia vào quá trình thụ tinh. Thì lúc này số tế bào sinh trứng tham gia vào dạng phân sẽ là 1.250 tế bào. Vì chúng ta đã được biết một tế bào sinh trứng thì sẽ tạo ra tương ứng với lại một trứng, đúng chưa ạ? Khác với lại tinh trùng là một tế bào sinh tinh tạo ra được tận 4 tinh trùng. Thì ở đây đối với tế bào sinh trứng, từ một tế bào sinh trứng sẽ chỉ tạo ra được gì ạ? Một trứng mà thôi. Do đó thì từ tổng số trứng là 1.250, chúng ta có thể suy ra được số tế bào sinh trứng sẽ chính bằng với lại số trứng đó là 1.250. Vậy đối với bài tập này thì chúng ta sẽ có đáp án như sau. Số tế bào sinh tinh lúc này sẽ bằng là bao nhiêu ạ? 500, còn số tế bào sinh trứng sẽ là 1.250. Như vậy đối với bài tập này thì rất đơn giản, các em chỉ cần nắm được cho cô hiệu suất thụ tinh là gì. Hiệu suất thụ tinh nó bằng với lại gì ạ? Số giao tử được trực tiếp tham gia vào quá trình thụ tinh trên tổng số giao tử được tạo ra nhân với lại 100%. Như vậy, cô và các em đã vừa cùng nhau tìm hiểu xong về 4 dạng bài tập liên quan đến quá trình giảm phân. Dạng đầu tiên mà chúng ta được cùng nhau tìm hiểu đó chính là xác định số lượng nhiễm sắc thể, trạng thái nhiễm sắc thể, số lượng chromatid và số lượng tâm động. Để có thể làm được bài tập này thì các em cần phải nắm được cho cô về diễn biến các kỳ của quá trình giảm phân. Giảm phân thì được chia làm hai giai đoạn là giảm phân 1 và giảm phân 2. Trạng thái nhiễm sắc thể qua các kỳ này sẽ như thế nào, số lượng của nó ra làm sao, và từ trạng thái nhiễm sắc thể, số lượng nhiễm sắc thể ở các kỳ của các lần giảm phân khác nhau thì chúng ta có thể suy ra được số chromatid và số tâm động. Đối với chromatid thì chỉ có nhiễm sắc thể ở trạng thái kép mới có chromatid. Một nhiễm sắc thể ở trạng thái kép thì sẽ tương ứng với 2 chromatid. Còn đối với tâm động thì làm sao ạ? Nhiễm sắc thể dù ở trạng thái đơn hay kép thì số lượng tâm động luôn bằng với lại số lượng nhiễm sắc thể. Còn đối với chromatid, khi mà nhiễm sắc thể ở trạng thái đơn thì sẽ không có chromatid. Về dạng bài tập thứ hai mà cô và các em cùng nhau tìm hiểu đó chính là cách tính số giao tử được tạo ra. Đối với số giao tử được tạo ra thì chúng ta có hai trường hợp, đó chính là giao tử đực và giao tử cái. Giao tử đực ở đây chính là tinh trùng và giao tử cái đó chính là trứng, đúng chưa ạ? Đối với dạng bài tập thứ hai này thì các em cần phải phân biệt được cho cô giữa tế bào sinh dục sơ khai. Tế bào sinh dục sơ khai sẽ làm sao ạ? Không trực tiếp tham gia vào quá trình tạo giao tử mà nó chỉ là gián tiếp từ tế bào sinh dục sơ khai. Làm sao ạ? Tham gia vào quá trình nguyên phân để tạo nên các tế bào sinh tinh và các tế bào sinh trứng. Từ các tế bào sinh tinh và các tế bào sinh trứng này mới trực tiếp tham gia vào quá trình gì đấy ạ? Tạo giao tử, đúng chưa ạ? Và nhớ được cho cô công thức là gì? Từ một tế bào sinh tinh thì sẽ tạo ra được 4 tinh trùng. Nhưng từ một tế bào sinh trứng thì chỉ tạo ra được một trứng và ba thể định hướng. Ba thể định hướng này thì sẽ dần tiêu biến. Chuyển sang dạng bài tập thứ ba mà cô và các em cùng nhau tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay đó chính là gì ạ? Xác định cách tính toán về gì ạ? Số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cần cung cấp. Đối với dạng bài tập này thì dễ rồi. Các em chỉ cần nhớ được cho cô hai công thức. Nếu một tế bào mà tham gia vào quá trình giảm phân thì số nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cần cung cấp là 2N. Còn nếu có A tế bào tham gia vào quá trình giảm phân thì lúc này số lượng nhiễm sắc thể đơn mà môi trường cần cung cấp đó chính là lấy A tế bào nhân với lại 2N. Đây là công thức đã được rút gọn.
Và dạng bài tập thứ tư là dạng bài tập cuối cùng trong bài học ngày hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu, đó chính là hiệu suất thụ tinh. Về hiệu suất thụ tinh thì các em chỉ cần nhớ được cho cô một công thức duy nhất. Hiệu suất thụ tinh được tính bằng gì ạ? Số giao tử trực tiếp tham gia vào quá trình thụ tinh trên tổng số giao tử được tạo ra nhân với lại 100% thì chính bằng là cái gì đấy ạ? Hiệu suất thụ tinh. Như vậy thì cô và các em đã vừa liệt kê lại xong về 4 dạng bài tập mà chúng ta đã được tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn học tập thật tốt.